Hey, xin chào thế phát ba của Spec Ops Online. Chúng ta vẫn đang chơi chế độ co-op và đây là map Refugee. Nhiệm vụ là gì ở vụ ấy, dịch hộ cái. Nhiệm vụ của chúng ta là survive ở trong cái hội lánh nạn này, bay qua cái khổ chuột này. Nhanh nhanh okay, vào okay. Giết mấy thằng khổ chuột rồi cái. Rất đơn giản. Begin match. Ok. Vào thôi. Ui, nhìn hình này đẹp vãi. Thằng nào đấy? Nhìn đẹp vãi. Thằng này trông giống kiểu Mông Cổ hay gì ấy. Ôi ôi, tôi sao có băng dính dán mặt này. Băng dính dán bị đấm rồi dán vào mặt. Thằng này trông giống là thằng Ả Rập luôn. Đưa xem khăn choàng nào. Ôi đúng đúng chất Ả Rập luôn. Ôi sao có chữ SA này. Ôi trông kiểu đánh bom cầm tử ấy. Này có cái kim này không mà xem có bom không? Đứng yên nhá, quay phát chạy xung quanh xem nào. Mẹ trông kiểu đánh bom cầm tử không ạ? Ôi ôi. Mình là vai trong team Ả Rập rồi. Ôi nhìn này. Vãi. Thằng mình trông khóm vãi. Mặt này còn có mấy cái băng dính rắn mặt nữa chứ. Ông thì trông chẳng có cái gọi gì. Ông có cái gì làm sau lưng đấy. Không biết nữa. Súng à? Khẩu Uzi. Bọn này chắc là mới tịch tùng xong rồi đang say ấy. Ôi dính đạn. Cái đoạn này bắn rồi. Cái đoạn này bắn ở single player rồi. Cái map này này. Tưởng ông chưa chơi single player. Chơi một đoạn này. Có với cả bắn một mình nó hơi nản. Thằng mình trông khóng thật. Ninja nửa mùa. Ninja nửa mùa. Ninja đéo gì mày hả? Câu nói của tuần đấy. Ui mẹ có súng to nhá. Đâu? Nhìn mặt nghiêm trọng vãi không ạ? Ê ơi, che một mắt luôn nhá. Nhìn đời bằng nửa con mắt. Vãi thằng này. Bá đạo thôi rồi. Nhìn đời bằng nửa con mắt. Đâu, tôi xem lại hả? Nhìn này. Che một mắt luôn nhá. Bá đạo không? Không ai bá đạo không anh? Nhìn ghét đấy chứ. Ôi sao lắc thế? Nhanh. Cái lắp giảm thanh như nào ấy? Chỉ mấy cái súng bé bé thôi. Đây tôi có khẩu Uzi đây. Bấm C. Đấy. À đây. Giảm thanh chắc là chơi bí mật đây. Ui bên phải nhá, bên phải có thằng nhá, canh đi. Tôi bên trái nhá. Ui giảm thanh bắn chán lắm. Sắp chơi đây. Ôi thằng kia bắn rát quá. Làm thế nào đi? Cho nó quả bom xem nào. Và gần gần đáp cho quả bom. Ôi sao lại bắn đằng sau? Vãi bắn nhầm ông. Ôi chờ tôi bắn nhầm ông. Nó bắn rát quá. Bắn lần tôi. Thế à. Ôi thằng bé ăn quả lựu đạn bay như chim. Kinh vãi. Bắn mấy phát ở đầu mới chết. Ui thằng súng đó, thằng súng ấy. Cái thằng khổng lồ kìa nó có súng máy. Vãi. Mẹ tôi chưa bắn được thằng nào đã đỏ. Phải nấp thôi mẹ thò ra nó ăn đạn ngay. Trò rất là khó. Ơ cho còn. Ôi đáp của lựu đạn này tôi hết lựu đạn rồi. Đáp nút gì? Nút Q. Ôi đây có nồi súp hay cái gì đây? Ôi barbecue này. Vài nướng thịt đây. Ôi lựu đạn. Vãi, đáp hụt rồi, đáp thằng to cơ. Đây, tôi bắn nó cho. Đã giết được nó rồi. Nó đang mải bắn ông. Ui, có thằng khổng lồ nữa. Thằng khổng lồ đến rồi kìa. Bắn nó đi, nó đang mải bắn thôi, bắn nó đi. Nó đang mải bắn thôi. Bắn, ôi, nó bắn nó. Đấy, để tôi bắn nó. Lùi lại đi. Đứng lên cao thế. Chết rồi, lùi lại đi, lên cao thế. Chết không kịp ngáp nữa. Vãi thằng này ra nhặt súng. Yeah, come on. Gì vậy? Rồi, bên này vẫn còn này. Để tôi sang bên này mất. Hỗ trợ cái bên tôi lắc. Game này lag thật. Chắc có do game.
con tin này, con gái à? Có được đạn không? Cho nó quả đấy đông lắm rồi. Ôi, cầm dao, cầm dao. Thằng thanh niên manh động, cẩn thận. Mà quả đầu rất chất luôn nhá. Quả đầu mẹ bổ luống ở giữa. Trẻ... Đúng đúng kiểu đi vẽ bọn mấy thằng trẻ trâu. Ai sắp cắt máu chết mẹ luôn. Mà Mỹ sao lại thuê mấy thằng trẻ trâu làm gì không biết. Vãi thật, quân đội Mỹ. Không phải ý là chết nó đỡ tiếc quân. Ôi, ê, 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 ê. Gì vậy? Ôi, ôi. Cứu, 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 cứu. Từ từ hồi máu đó. Vãi. Thằng em móc lốp à? Lại thằng trẻ trâu. Tự nhiên lại lăn ra chết. Nó móc lốp đằng sau, chạy sao ở đâu ấy? Thì thằng đấy đằng sau không ạ? Mấy em này bắn ác quá. Hết đạn rồi, AK-47 của anh. Lạc thế, lạc thế. Còn đào lốp gì không ấy? Không. Ui, bắn ngã hắn lộn cả cổ. Khắm thật. Ờ. Này làm nghệ thuật thì... Ui, mẹ nấp ngay sau nồi súp này. Hai nồi liền, nó vừa thấy một nồi. Xong xem có ăn được không? Bắn đâu, ăn được không? Nồi súp đâu? Đây nè. À quên, nó chỉ là cái lò thôi, không phải là nồi. Vãi. Nhìn người, nhìn cười bằng nửa con mắt. Nhìn này, mẹ. Thằng anh hơi bị bá đạo ấy mẹ. Ủa, có gì đồ đỏ kìa, biểu tượng gì kìa, đầu lâu rồi. Destroy the window. À, phá cửa đi. Chắc là đây. À, mình có ôi. Bom, mình là bom cái này. Đã, ôi, sao có giáo này. Đặt kiểu gì? Không biết. Đặt kiểu gì? Ở đây, 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 đây. Đây. Đâu? Ờ, nứt, nứt rồi kìa. Nứt rồi đấy. Vãi thật. Ôi, sao này, đỏ lòng thôi. Vãi thật. Lưu đạn. À, để cho nó cát nó để cát nó xả xuống. Ui, đẹp thế. Để cát nó thả xuống mà có cái gai gai biết không? Qua màn à? What the fuck? What the fuck?